Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân của Bến Tre. Thì hôm nay quý cô chú anh chị hỏi Ngọc Ngân nhiều về cái cây hồng ngọc mai. Thì Ngọc Ngân thì sưu tầm được một cái lô hồng ngọc mai thì được 29 cây. Thì Ngọc Ngân sẽ đánh số có hai lô, một cái lô là 300.000 đồng một cây, hai cây là 600.000 thì sẽ bao phí vận chuyển. Còn cái lô kia thì nó nhỏ hơn, thì hai cây là nó lô kia thì nó nhỏ hơn, thì một cây là 200.000 thì hai cây là 400.000, Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Cái lô nhỏ thì được đánh chữ B, còn cái lô lớn thì đánh chữ V. Thì sau đây Ngọc Ngân sẽ quay cái lô lớn trước nha. Cái lô lớn của mình thì nó có 20 cây, được đánh số từ số 1 cho đến số 20. Thì quý cô chú anh chị xem cái cây nào, thích cái cây nào thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Trong quá trình trồng và chăm sóc có cần hỗ trợ kỹ thuật thì cũng liên hệ với Ngọc Ngân trong khoảng thời gian này. Tại vì ban ngày Ngọc Ngân đi làm nên không có bắt máy của quý cô chú kịp. Hiện tại thì Ngọc Ngân sẽ quay cái video này xong là cũng sẽ đi làm. Buổi sáng thì nắng nó chiếu vô cái mặt nó rất là sáng, nhưng mà Ngọc Ngân cũng cố gắng hoàn thành cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị nha. Thì đầu tiên Ngọc Ngân sẽ quay từng cây. Thì cái lô này nó đồng đều nhau về chiều cao kích thước, nên Ngọc Ngân chỉ đo tượng trưng một cây thôi. Tính từ miệng chậu đi lên thì cái cây mình nó cao một gang tay trở lên đó quý cô chú anh chị. Đây là cái bệ đế của cái cây nè. Cây của mình nó rất là đẹp. Cây này thì nó trồng dưới đất được 3 năm, rồi thuần chậu thì được 1 năm rồi. Cây này nó cũng khá là chậm lớn đó quý cô chú anh chị. Những cái rễ này là những cái rễ tự nhiên của cái cây luôn á quý cô chú anh chị. Nhưng mà mình ví dụ như mình thích nó lắc qua đâu hoặc là lượn như thế nào thì mình có thể kéo nó, chứ những cái rễ buông dài xuống thì nó tự nhiên. Những cái cây này thì đa phần là dạng đế nơm, dáng trụ, có một vài cây dáng đổ thôi, dáng nghiêng. Quay một vòng cho quý cô chú anh chị xem nha. Cái cây này thì được đánh số là cây 1V. Cây này thì có giá là 300.000 đồng một cây. Thì hai cây là 600, Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Giống như nhiều video Ngọc Ngân có chia sẻ thì chơi hồng ngọc mai cực kỳ lời luôn đó quý cô chú anh chị. Mình vừa có thể chơi được cái hoa nè, cái hoa của nó màu hồng, cái nhụy nó màu vàng, nhìn nó rất là sáng lấp lánh. Khi mà cái hoa rụng thì nó sẽ kết thành những cái trái. Khi sống thì nó có màu đỏ nè. Ủa, khi sống nó có màu xanh, rồi từ từ chín thì nó ngả màu vàng, và khi chín nhiều thì nó sẽ có màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Nó rất, cây này nó rất là đẹp, và đặc biệt là cái bộ rễ của hồng ngọc mai nó cực kỳ xinh xắn luôn. Mỗi cây mỗi dạng khác nhau, không có tìm được cái cây thứ hai mà nó giống như vậy luôn á. Nó rất là đa dạng. Đây là cái cây số 2B. Đây là cây số 3. Những cái cây này thì nó đồng đều nhau về chiều cao kích thước, nên Ngọc Ngân chỉ đo một lần thôi nha. Còn đây là cây số 4V. Rõ không? Dạ, tiếp theo là cây số 5. Những cái cây nãy giờ Ngọc Ngân quay thì toàn bộ là dáng cực hết luôn á. Thì khi về thì quý cô chú anh chị có thể cắt theo cái dạng tàn thông, dạng cây nấm, hoặc là mình uống sữa tay. Tại vì hồng ngọc mai thì cái thân cây nó rất là dẻo, nên quý cô chú anh chị có thể dễ dàng uống sữa nha. Đây là cây 6V. Dạ, tiếp theo là cây 7V. Trong quá trình vận chuyển thì mình nó có thể bị rụng trái hoặc là rụng bông hết đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà quý cô chú anh chị cứ yên tâm, những cái loại này thì nó sẽ ra hoa quanh năm luôn. Dạ, tiếp theo đây là cây số 8V. Dạ, còn bạn này là bạn 9V. Dạ, đây là bạn số 10 V. Khi mà đặt hàng thì quý cô chú anh chị đọc đúng dùm con cái lô hàng á, là những quan trọng là những cái ký hiệu V á. Tại vì con đang rất là nhiều video, nhiều khi đọc cái số cái nó bị nhầm lẫn á, nên do đó là con có đánh số ký hiệu chữ cái ABC để cho quý cô chú anh chị phân biệt. Và tiếp theo là cây số 12V. Dạ, này là cây số 13V. Cây của mình nó rất là to khỏe, rất là đẹp, đứng rất là vững chãi luôn. Cái lô này thì toàn bộ là dáng cực rồi đó quý cô chú anh chị ơi. Đây là cây số 14. Mỗi cây mỗi nét mỗi vẻ khác nhau luôn, rất là đẹp. Vậy thì quý cô chú anh chị có thể tìm cái chậu phù hợp cho cây.
để tôn lên cái dáng của cây nha. Những cái chậu cây này thì khi mình ép vô những cái chậu bonsai mini nhỏ thì cực kỳ đẹp luôn. Đây là cây số 15, cây số 16, dạ cây số 17. 17 này thì cái gốc nó hơi nghiêng, giống như dạng dấu sắc vậy đó. Nhưng mà cái cành nhánh mình cắt tỉa thì nó vẫn là, nhìn chung nó vẫn là dáng trực. Riêng cái bạn số 18 và 19 đó thì Ngọc Ngân sửa theo một cái dạng đặc trưng hơn, một cái hình lát lộn dạng như sửa theo cái dạng dáng lông á, thì nó cũng đồng giá luôn. Quý cô chú anh chị có thích cái dáng lông này thì liên hệ với Ngọc Ngân nha. Cái dáng lông này thì nó cũng nghiêng một hướng là tầm khoảng 45 độ, thì cây nó khá là đẹp. Cái này là cái hoành của cây thì nó tầm được 6 cm. Cây số 19 thì này cũng là dáng lông luôn, nó được uống sữa từ nhỏ, từ cái lúc mà nhỏ xíu mà cái lúc mà mình mới nhân giống là mình sẽ uống sữa, mình tạo dáng cho nó tới bây giờ luôn, nó cực kỳ đẹp luôn á, nhìn nó tự nhiên hơn. Dạ cuối cùng là cái cây số 20. Cái cây số 20 này thì là có giá là 400.000 đồng một cây nha. Tại vì cái nó to bự hơn so với những cái cây còn lại, nó to khoảng gần gấp rưỡi á. Nên cái cây này thì có giá là 400.000, thì cứ lấy 2 cây là Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị nha. Dạ tiếp theo là cái lô nhỏ, cái lô này thì chỉ có 200.000 đồng một cây thôi. Thì 2 cây là 400.000, Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Thì sau đây anh quay phim nó quay sang cái lô nhỏ nha. Đầu tiên là cái bạn 1B. Dạ đầu tiên là cái bạn 1B. Bạn này thì chỉ có 200.000 thôi. Nó cũng được sữa tạo kiểu giống như kiểu chữ V nha, nhưng mà nó cái thời gian mà mình trồng và chăm sóc thì nó ít hơn, nên thành ra cái cây nó còn nhỏ, nên cái giá tiền nó còn nhỏ, chứ không phải là giá tiền nhỏ mà nó không đẹp nha quý cô chú anh chị. Nó cũng cực kỳ đẹp luôn, nó cũng giống như lô V vậy đó. Vậy thì quý cô chú anh chị mình có thể chăm cây từ nhỏ, thì mình có thể mua cái lô này, mình chăm từ từ lên thì nó có xu sinh lung linh y chang như cái lô V và thậm chí còn xinh hơn nữa. Dạ cái cây 4V này thì hồi nãy có một cái anh đặt rồi. Còn ở đây là cây 5B. Dạ đây là cây 6. Dạ tiếp theo là bạn số 7. Dạ tiếp theo là bạn số 8. Đây là bạn số 9. Thì quý cô chú anh chị nào mà thích cái lô B hoặc là lô V thì liên hệ với Ngọc Ngân nha. Cho Ngọc Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì Ngọc Ngân sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị. Dạ, quý cô chú anh chị đừng quên bấm nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nha. Thì sau đây thì anh Hoài Phim sẽ quay tổng thể một lần nữa hai cái lô để cho quý cô chú anh chị mình ngắm nhìn tổng thể. Cái lô của mình thì nó rất là đẹp luôn á, rễ nó nở to đẹp, nó đã vô dáng hết rồi, nên về thì quý cô chú anh chị chỉ cần tắt tỉa cành sơ sơ hoặc là có thể uống sữa ngắm theo ý thích của quý cô chú anh chị và tìm một cái chậu thích hợp cho cây là được. Quý cô chú anh chị nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký ngay nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của Ngọc Ngân. Xin kính chúc quý cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui tươi và tràn đầy năng lượng nhé.